Miss Universe Hana đáp trả cực sốc khi liên tục bị miệt thị ngoại hình, chê bai thời trang, anti-fan cầm nến. Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ là đấu trường nhan sắc uy tín nhất nhì thế giới và là tham vọng của nhiều mỹ nhân. Mỗi người đẹp sau khi đăng quang đều nhận được sự ủng hộ và săn đón từ cộng đồng sắc đẹp toàn cầu. Nhưng Hana Sanhu, Hoa hậu Hoàng Vũ 2021 lại gặp nhiều trắc trở kể từ khi đội vương miện Power of Unity cho đến lúc gần hết nhiệm kỳ cũng không nhận được đặc quyền vốn có. Hana Sanhu thường xuyên bị chế giễu vì ngoại hình khác biệt so với thời điểm đăng quang Miss Universe 2021. Người đẹp Ấn Độ bị chê quá khổ, người nặng nề. Nhiều người chỉ trích cô không giữ hình ảnh chuẩn mực của Hoa hậu dù đang trong nhiệm kỳ. Thậm chí không ít khán giả bày tỏ ý kiến phế truất danh hiệu của Hana Sanhu cho Á hậu Nadia Ferreira lên thay. Tôi biết nhiều người đang chế giễu tôi nhưng không vấn đề gì cả, vì tôi cho rằng đây là lối tư duy và định kiến của họ. Những người khác cũng bị chê bai mỗi ngày đấy thôi, kể cả khi họ không phải là Miss Universe. Hana Sanhu trả lời He Does Stand Time về tình trạng trên. Cô nói thêm, bạn nghĩ tôi chiến thắng ngôi vị Miss Universe vì tôi đẹp nhất sao? Vậy bạn sai rồi. Tôi chưa chắc đã là người đẹp nhất, nhưng tôi là người đầy can đảm và tự tin. Dù mẫm mỉm hay gầy gò, đó cũng là cơ thể của tôi và tôi yêu bản thân. Thời gian này xuất hiện tại các hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Universe 2022, Hana Sanhu lại trở thành đề tài bàn tán vì ngoại hình có phần phát tướng của cô. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cực keo lì của Hana tham dự buổi công chiếu tối qua của Limitless with Chris Hemsworth tại trung tâm Lincoln ở NYCB Goddess. Đương kim Miss Universe gây chấn động lối trang điểm đẳng cấp cùng bộ trang phục màu đen làm toát lên vẻ đẹp quyền lực. Đây là sự phản ứng ngầm của Hana trước những lời miệt thị từ cộng đồng mạng. Trên thực tế, những ai yêu mến và theo dõi Hana Sanhu đều biết nàng hậu không may đã mắc phải một căn bệnh tên là celiac, một loại bệnh hiếm về đường ruột do không thể nạp được gluten vào cơ thể, dẫn đến viêm niêm mạc. Trong quá trình điều trị, nhiều loại thuốc có tác dụng phụ đã khiến mỹ nhân Ấn Độ bị tăng cân không kiểm soát do tức nước. Bên cạnh đó, môi trường sống tại New York cũng cản trở khá nhiều về việc lấy lại vóc dáng của cô. Các loại thức ăn ngập tràn bơ, sữa và chất béo đã làm cho người đẹp khó trở lại với hình ảnh thon thả khi còn là một người mẫu. Điều này dẫn đến Hana Sanhu bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Các chuyên trang sắc đẹp trở nên kẻ lạnh với Miss Universe 2021. Thậm chí chuyên trang Miss Sociology từng công khai yêu cầu rút ngôi của Hana vì cô đã không giữ được hình ảnh xinh đẹp của một hoa hậu. Vừa qua, thông tin nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan bà Anne Zakrajuttatip đã mua lại cuộc thi Miss Universe khiến fan sắc đẹp không khỏi xôn xao. Ngay sau khi xác nhận Miss Universe đã đổi chủ, bà Anne đã đưa ra những format mới và nhận về vô số ý kiến trái chiều. Một trong số đó phải kể đến việc nữ tỷ phú muốn trao vương miện cho Hoa hậu trong mùa đầu tiên tiếp quản cuộc thi. Điều này khiến cho netizen và đặc biệt là fan của đương kim Hoa hậu Hana Sanhu không khỏi bức xúc. Bởi truyền thống của Miss Universe là Hoa hậu tiền nhiệm sẽ có vai trò trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Ngay cả khi YMG mua lại cuộc thi từ ông Donald Trump thì chủ tịch mới vẫn giữ nguyên truyền thống này. Việc bà Anne Zakrajuttatip biến Hana Sanhu thành Hoa hậu Hoàng Vũ duy nhất không được trao vương miện cho người kế nhiệm đã khiến fan sắc đẹp phẫn nộ. Sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích, bà Anne Zakrajuttatip đã lên tiếng trên trang cá nhân. Bà cho biết sẽ chỉ đeo sát và tặng hoa, còn Hana Sanhu vẫn sẽ được trao lại vương miện cho tân hoa hậu. Quyết định này của nữ tỷ phú chuyển giới đã phần nào xoa dịu được người hâm mộ. Họ hy vọng sẽ không có thêm luật mới được đề ra trong cuộc thi sắp tới.